ngồi tư thế xếp bằng, ta ngồi tận tâm trong vài phút. Hít vào cứ cầm cái cầm, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít bụng, thở ra, hít nặng, cứ cầm cái cầm giữ hít thở ra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra cầm chậm bất giữ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào giữ đồng thanh, thở ra nghiêng đầu sang phải. Hít vào giữa thẳng, thở ra nghiêng đầu. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở
thở ra giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hít vào giữ hai thở ra nhìn ra giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hít vào giữ đầu thẳng thở ra xoay đầu sang phải hít vào giữ thẳng thở ra trái hít vào thở ra phải hít vào thở ra trái hít vào thở ra phải hít vào thở ra trái hít vào thở ra phải giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hít vào thở ra trái giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hít vào giữ đơn thẳng thở ra cầm chạm ướt từ từ chúng ta xoay cổ 5 vòng hít thở đều 1, 2, 3, 4 và 5 xoay ngược lại 5, 4, 3, 2, 1 giữ đầu thẳng giữ lưng thẳng đưa hai tay về phía trước hít vào nắm chặt tay lại thở ra buông ra hít hà thở ra hít ba thở ra hít bốn thở ra hít năm thở ra nắm chặt bàn tay lại xoay cổ tay xoay cổ từ từ chậm rãi xoay ngược lại rồi dừng lại đang hai tay đẩy căng về phía trước hít vào căng tay lên cao thở ra gồng lưng cầm dầm ức đẩy căng ngay về trước hít thở nặng lên thở ra hít vào thở ra hít một thở ra hít nặng giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 thở ra đẩy căng tay về trước giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hít vào năng lên cao thở ra tay phải kéo kiểu tay trái giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hít vào thẳng tay lên cao thở ra nổ về giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hít vào thẳng tay lên cao thở ra quặng người sang bên phải hạ tay xuống hít vào vươn hai tay lên cao thở ra trái hít vào thở ra phải hít vào thở ra trái hít vào thở ra phải hít vào thở ra trái hít vào thở ra phải hít vào thở ra trái hít vào thở ra phải hít vào thở ra trái
là cú hít vào, thở ra phải giữ hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, thẳng tay lên cao, thở ra giữ hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, vươn hai tay lên cao, thở ra thả tay xuống, hít vào hai tay dang ngang, thở ra nghiêng người sang phải, hít vào, thở ra, 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 giữ hít thở đều, mắt nhìn theo bàn tay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, thở ra, giữ hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, dang ngang. Thở ra, thả tay xuống, tay duỗi chân về phía trước. Đặt hai chân xuống sàn. Lắc hai chân sang hai bên. Đặt mặt chút xíu nữa. Rồi dừng lại, co cái chân phải lại, tay dưới gối phải. Giữ lưng thẳng, ưỡn ngực thẳng lưng lên. Đúng rồi, hít vào, nâng chân lên. Thở ra, hít hai, thở ra, hít ba, thở ra, hít bốn, thở ra, hít năm, giữ hít thở đều thẳng lưng lên. Mười, mở rộng hai cái vai ra chút xíu. Chín, tám, bảy, sáu, năm, hít thở từ từ, bốn, ba, hai, một, thở ra, hạ chân xuống, xoay đầu thấp gối, ta vẽ vòng đầu rộng ra. Xoay ngược lại. Rồi dừng lại, ôm gối giữ lưng thẳng. Đan hai tay dưới lòng bàn chân. Hít vào kéo căng chân lên cao. Giữ hít thở đều hướng ngực thẳng lưng. Mắt nhìn ngón chân cái. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tay trái nắm lấy chân phải, tay phải đưa ra sau, hít vào, giữ, hai cánh tay trên một đường thẳng, mở rộng vai ra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, đưa về trước, thở ra, hạ chân xuống, kéo sát vào phía trong, giữ lưng thẳng, hít vào, vươn hai tay lên cao, thở ra, gập người về trước, hít hai, nâng lên, thở ra, hít ba, thở ra, hít bốn, thở ra, hít nằm, thở ra, ép sát xuống, giữ hít thở đều, nắm chặt lấy bàn chân, mắt nhìn về phía trước. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, nâng lên cao, thở ra, hạ tay xuống, duỗi chân về trước, đổ về, tay dưới gối, giữ lưng thẳng, hít vào, nâng chân,
thở ra, hít hai, thở ra, hít ba, thở ra, hít bốn, thở ra, hít năm, giữ hít thở đều 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, hạ chân xuống xoay đầu khớp gối. Xoay ngược lại. Rồi dừng lại ôm gối, tay dưới lòng bàn chân. Hít vào căng chân lên cao, giữ hít thở đều. Ưỡn ngực thẳng lưng lên, đừng có cong cái lưng. Mở rộng vai ra chút xíu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tay phải nắm hai chân trái, tay trái đưa ra sau. Giữ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, đưa về trước. Thở ra, từ từ tập hạ chân xuống, giữ lưng thẳng. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, gập người về trước. Hít hai, nâng lên. Thở ra, hít vào. Thở ra, hít bụng, thở ra, hít nằm, thở ra, giữ hít thở đều. Em sang chung chút xíu nữa, lưng thẳng, vai thẳng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, nâng lên cao. Thở ra, thả tay xuống, duỗi chân về trước, chống tay ra sau, các ngón tay hướng về thẳng người. Hít vào, co hai gối lại. Thở ra, cách xa một bàn chân. Hít hai, thở ra, hít ba, thở ra, hít bốn, thở ra, hít năm, thở ra, giữ hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, nâng lên cao, giữ hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, hạ chân xuống. Hai chân song song với nhau. Hít vào, đẩy hông lên cao. Thở ra, hạ hông xuống. Hít hai, đẩy hông lên. Thở ra. Hít ba, đẩy hông. Thở ra. Hít bốn. Thở ra. Hít năm. Đẩy căng lên, giữ hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, hạ mông xuống. Hạ mông xuống, từ từ ta chống tay, đẩy cái gót chân về, đẩy, nhắc cái gót chân lên khỏi sàn. Từ từ cân bằng trên các gót chân, hai tay chúng ta chắp trước ngực giữ lưng thẳng. Đẩy cái, nhớ cái gót chân này chút xíu nữa, đúng rồi. Hít thở đều, mông chạm vào gót chân. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, nâng cao lên, nhấn chân cao lên. Thở ra, phiều gối xuống, hai tay chúng ta để phía trước, đầu gối không vượt quá cái mũi chân. Hít vào, nâng lên, nhấn chân cao lên. Thở ra, lưng thẳng, lưng thẳng, không có khom lưng xuống, đúng rồi. Hít vào, nâng lên. Thở ra,
hít một, thở ra, hạ gót chân xuống, bàn chân xuống dưới sàn luôn, hít nằm nhớ cao lên giữ hít thở đều, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra kiểu gối xuống không hạ tay xuống nữa, nhìn xuống qua cái đầu gối có vượt quá mũi chân phẳng, vượt quá lùi mông ra sau lưng thẳng, hít thở đều, lùi lại phía sau, hít thở đều, hít thở bằng hơi chút, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào nâng lên, thở ra hạ tay xuống, mở rộng hai chân ra, hai chân song song với nhau, lưng thẳng chân thẳng, hít vào vươn hai tay lên cao, mọi người chú ý trước, thở ra ta hạ tay xuống nghiêng người sang bên, 1, 2, chúng ta nhịp hai cái rồi hít vào nâng lên, thở ra 1, 2, hít vào bên phải trước, thở ra 1, 2, hít vào, 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 thở ra 1, 2, lần cuối hít vào, thở ra 1, 2, giữ, hít thở đều, 10, mắt nhìn theo cái bàn tay, bàn tay úp xuống. Hít thở mạnh lên chút xíu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào nâng lên đầu bay, thở ra đá 1, 2, hít vào, thở ra 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 1, 2, lần cuối hít vào, thở ra 1, 2, nhún hai cái, thả giữ hít thở đều, thả thấp xuống chút xíu nữa, mắt nhìn theo bàn tay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào nâng lên, thở ra hạ tay xuống, đan hai tay ra sau lưng, điều chỉnh chân song song với nhau, hít vào căng tay ngửa ngược về trước ngã sau, thở ra đập người về trước, 1, 2, hít vào nâng lên, mở hơi, thở ra 1, 2, hít vào chậm chậm thôi, thở ra gập xuống, gập xuống, 1, 2, hít vào ngã sau chậm chút xíu nữa, thở ra 1, 2, hít vào, thở ra gập xuống, 1, 2, hít vào, thở ra 1, 2, hít vào, thở ra 1, 2, hít vào, giữ hít thở đều, căng tay ra sau, 10, đẩy cao về trước chút xíu nữa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra gặp người về trước,
thải căng cánh tay về phía trước luôn, giữ cái thở đều. Em sang xuống chút xíu. Hít vào tâm quán,
của anh. Thật ra chữ quen được từ từ chậm rãi mà làm cho nó đúng. Chậm rãi thôi, góc hiểu gót chân xuống, cái gót chân hạ xuống. Thiết vào chân tay trái lên cao. Thật ra bước về giữa hai tay. Bước về giữa hai tay. Hạ gót chân sau xuống, thiết vào đưa tay phải lên cao. Giữ thiết thở đều tay phải lên cao, tay phải lên cao. Nâng cái chân sau lên. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Thật ra thẳng chân trước, giữ nguyên tư thế tay bạn chưa? Thẳng chân trước, giữ hít thở đều. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Giữ nguyên tư thế, thật ra quyền gối xuống, tay gác lên đùi, đưa tay qua đầu, tạo thành một đường thẳng, thả thấp hông xuống. Tay qua đầu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, hạ tay xuống dưới sàn. Rồi thiết bảo đưa tay trái lên cao. Giờ hít thở đều thẳng chân trước ra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thật ra hạ tay chạm sàn. Hạ tay chạm sàn. Rồi tiếp vào nâng người lên, hai tay chống ở hông, thẳng chân trước. Chống ở hông rồi, đúng rồi, tay chống ở hông. Mũi chân bên trái vẫn xê ra bên trái. Rồi thật ra thì gối xuống, thì gối xuống, thì gối trái, thì gối trái. Hít vào nâng lên. Thật ra thì gối trái từ từ. Chúng ta khi chúng ta di chuyển lên xuống, chú ý cái đầu gối nhiều hơn. Để thôi về tập về nó đau gối nó hít vào nâng lên. Thật ra thì gối. Hít bụng. Thật ra. Hít nằm. Thật ra bám chặt cái chân trái xuống dưới sàn. Rồi từ từ nâng hai tay dang ngang, mắt nhìn theo tay trái. Hít thở đều. Tập trung vào hít thở mạnh lên chút xíu. Đừng có quay hít thở. Hít thở mạnh lên. Hít thở mạnh lên. Hít vào nâng lên, thẳng, thẳng tay lên. Rồi thật ra hai tay xoay về phía trước, hai tay chạm sàn, xoay về phía trước, xoay mũi chân đúng rồi. Xoay về phía đây, phía đây. Rồi lùi chân trước ra sau, lùi chân phải ra sau đó. Ở tư thế giữ nguyên được. Hít vào tâm phát. Thật ra kiểu gối hạ được. Hít vào rắn hổ mang. Thật ra chữ quê ngược. Nhìn về giữa hai tay. Khuỵu gối xuống. Nhảy về phía trước tách hai chân. Tách hai chân sang hai bên. Đúng rồi. Nhảy ra sau. Tư thế tấm ván. Đúng rồi. Tấm ván. Tấm ván. Nhảy ra sau là tấm ván liền. Nhảy về trước, nhảy ra sau, tấm ván. Bốn lần nữa nhảy về trước, nhảy nhẹ nhẹ thôi. Thở ra, nhảy ra sau, nhảy về trước ngay chỗ bàn tay được tác động ra quá.
nhảy ra sau, nhảy về trước, nhảy ra sau, nhảy về trước, nhảy ra sau, lần cuối nhảy về trước. Khép hai cái gót chân lại tư thế ở tư thế ngồi xổm. Khép hai cái gối lại, cái gót chân hai cái gót chân khoảng cách 20, tách hai cái đầu gối sang hai bên. Đúng rồi. Mọi người chú ý nha, cách nhau cỡ khoảng gan rưỡi tay thôi. Rồi cái gối ta tì vào mặt, tay canh ra, rồi thả tay xuống. Hạ tay xuống, xung thêm vai. Hạ tay, hạ ngực xuống chút xíu. Rồi hít vào, đẩy người về phía trước. Hạ thấp cái vai xuống, thở ra, hạ xuống, hít hài, thở ra, hít bạc, đẩy về phía trước, thở ra, hít bụng, đẩy về phía trước, thở ra, hít nằm. Đẩy ngược phía trước, đừng cúi đầu xuống, mắt nhìn về trước, hạ thấp ngực xuống, hạ thấp ngực xuống. Hạ thấp ngực xuống, tự động nó nâng cái chân lên đó. Đúng rồi, từ từ, không thả đâu. Hạ ngực xuống, đẩy lên, tự hạ ngực xuống. Từ chậm rãi thôi. Chúng ta có thể không làm được thì chúng ta cứ nhịp lên nhịp xuống vài lần đây, hạ thấp vai xuống, rồi nhấn nhích từng chân lên sao, không sao hết. Tập cho nó cánh tay nó bắn tì vào. Đúng rồi, tì chỉ tách hai cái biểu tay ra chút xíu. Đúng rồi. Rồi dừng lại, ngồi xít ở phía đầu thảm chút xíu. Xít vào đầu thảm. Giữ lưng thẳng, thẳng lưng lên. Thả lỏng cơ thể ra, tập trung vào hơi thở. Hít vào thật sâu. Thở ra, thẳng lưng lên, không khom lưng, thẳng lưng lên chút xíu nữa. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Từ từ chúng ta hạ mông xuống, ngã ra phía sau. Hạ hai tay, hai chân ở sàn, tay chống ở hông. Ở tư thế, đúng rồi, từ từ ngã ra sau. Đúng rồi, chống tay lên liền luôn. Đúng rồi, đỡ tay ở hông. Ở tư thế này gọi là tư thế cái cài. Chân chạm sàn. Giữ hít thở đều, thẳng chân đi, giữ nguyên một tư thế, một chỗ, rồi chúng ta tập trung vào hơi thở. Nếu mà lưng chúng ta đã vượt qua, tay đã chạm sàn, đang hai tay đặt phía sau, đang ra phía sau, rồi căng tay giữ, còn không căng thì giữ, không căng phải sao. Rồi hai tay chống ở hông, hít vào nâng thẳng hai chân lên ở tư thế cây nấy, giữ hít thở đều, đẩy cái hông về phía trước, thẳng lưng lên, đẩy cái gót chân lên so với cái mũi chân, đừng có đẩy cái mũi chân mà gót chân đẩy lên. Rồi giữ hít thở đều. Tập trung vào hơi thở. Cố gắng giữ và hít thở.
Hít thở mạnh đây, đừng có nín thở. Vai đừng có nhích lên khỏi sàn. Điều chỉnh hai cái bàn chân song song với nhau. Bàn chân song song. Đẩy lên cao chút xíu nữa. Hít thở đều, đẩy mạnh lên. Đầu giữ thẳng, đừng có quẹo đánh quẹo phải. Thu ngắn hai chân. Thực hiện tư thế con cá. Ai thực hiện được tư thế hoa sen, chúng ta chép xếp hai chân lại tư thế hoa sen, ngầu hoa sen. Đúng rồi, xếp hết này. Rồi còn những người nào duỗi thẳng chân thì hai tay dưới mông lòng bàn tay đặt xuống. Hai chân xếp sát lại. Hít vào ấn khuỷu tay xuống sàn, nâng ngực lên cao. Từ từ chúng ta hạ đến đầu xuống. Mở rộng qua ra, mở rộng ngực ra. Đúng rồi. Giữ hít thở đều. Hai chân xếp sát lại với nhau. Xếp sát.
Tư thế ngồi dậy khó, hít vào nâng người lên. Nâng người lên chúng ta lưu ý khiến ta nâng lên đầu và tay nâng lên cùng lúc luôn. Đúng rồi. Thở ra gặp người về trước. Ngồi dậy, ngồi dậy. Hít vào, nâng lên, từ từ thôi, từ từ, chúng ta chưa quen cái tư thế này. Thở ra, gồng lưng nằm xuống. Lần hai, hít vào, nâng lên, đầu và tay nâng lên cùng lúc, thở ra. Hít vào, thẳng lưng, thở ra, nằm xuống. Tư thế ngồi dậy khó, mọi người nhớ, hít vào, nâng lên. Thở ra gặp xuống. Hít vào. Thở ra cong lưng nằm xuống. Dùng cơ bụng ta giữ lại. Hít vào nâng lên. Thở ra gặp xuống. Hít vào. Thở ra cong lưng nằm xuống. Hít vào nâng lên. Thở ra gặp xuống. Hít vào. Thở ra cong lưng nằm xuống. Giữ lại chứ đừng có nằm bịch xuống. Lần cuối hít vào nâng lên. Thở ra gặp xuống. Giữ hít thở đều. Ép sát xuống chút xíu nữa. Xuống nữa. Thở ra hạ tay ra sau lưng. Các ngón tay hướng về thân người. Hít vào đẩy hông lên cao. Mặt thẳng nghiêng. Thở ra hạ hông xuống. Từ từ chậm lại. Hít hai đẩy hông lên cao. Thẳng chân. Thở ra. Hít ba đẩy hông lên. Thở ra. Hít bốn đẩy hông lên. Thở ra. Hít năm đẩy hông lên cao, giữ hít thở đều. Đẩy cao lên chút xíu nữa. Bàn hai bàn chân chạm sàn. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Thở ra hạ mông xuống. Hít vào con hai gối lại. Thở ra nghiêng sang bên. Hít vào. Thở ra hạ gót chân chạm vào cái gối này. Hít vào. Thở ra. 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 Hít vào về giữa. Thở ra. Hít vào từ từ xoay hông nâng lên. Đúng rồi. Thở ra. Đúng rồi. Chúng ta xoay tay. Thở ra hạ mông xuống. Hít vào nâng lên. Thở ra hạ mông xuống. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Lần cuối hít vào. Nâng thẳng hai chân lên luôn. Đúng rồi. 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 thở ra, thả mông xuống, thả tay xuống. Hít vào, nâng lên thẳng hai chân ra, giữ hít thở đều. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 thở ra, thả mông xuống, duỗi chân về trước, đập hai chân xuống sàn, rồi thả các tiểu tay ra sau, tập bụng. Ai không tập bụng ta có thể nằm xuống nghỉ chút xíu, không sao hết. Rồi hít vào, nâng hai chân lên cao, từ từ chậm rãi thôi, thở ra không chạm sàn. Hít thở, thở ra, hít vào, thở ra, hít bụng, thở ra, hít nằm, thở ra, hít sọc, thở ra, hít bảy, thở ra, hít tám, thở ra, hít chín, thở ra, hít mười, thở ra, tách hai chân ra về giữa, hít vào nâng lên, thở ra, hít ba, thở ra, hít bốn, thở ra, hít năm, thở ra, hít sáu, thở ra, hít bảy, thở ra, hít tám, thở ra, hít chín, thở ra, hít mười, thở ra, ngược lại, hít vào, thở ra, hít hai, thở ra, hít ba, thở ra, hít bốn, thở ra, hít năm, thở ra, hít sáu, thở ra, hít bảy, thở ra, hít tám, thở ra, hít chín, thở ra, hít mười, thở ra, hạ chân xuống, ngồi lên, dẹp hai chân xuống sàn, lắc hai chân sang hai bên. Rồi chúng ta thu hai chân lại, tập thở chút xíu, ngồi ở tư thế xếp bằng, giữ lưng thẳng, lưng thẳng lên, mở rộng hai vai. Chúng ta tập thở luôn luôn phải giữ cho cột sống thẳng, đầu thẳng. Chúng ta điều hòa lại hơi thở, hít vào thật sâu, thở ra, hít vào, 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 thở ra. Còn lớn ta hít thở luôn phiền. Chúng ta dùng ngón cái và ngón áp út, người nào không dùng được như thế này, chúng ta có thể để hai cái ngón tay này, rồi dùng hai cái tay như thế này. Rồi còn không thì đúng của nó là phải dùng như thế này. Rồi chúng ta bắt đầu bằng lỗ mũi trái trước, đừng có bóp hai tay, cũng đừng có xỏ hai cái tay vô lỗ mũi, thì đó chúng ta đừng có xỏ tay luôn. Rồi chúng ta dùng như thế này, ngón cái và ngón áp út, trái hít, từ từ chậm rãi thở, phải thở, trái hít,
Phật thật. Trái thiết Phật thật. Trái thiết Phật thật. Trái thiết Phật thật. Phải thiết Trái thật. Phải thiết Từ từ chậm rãi thôi. Trái thật. Phải thiết Trái thật. Trái thiết Phật thật. Phải thiết Trái thật. Trái thiết Phải thở ra hết. Từ từ cả lớp ta nằm xuống, ta thư giãn sau. Mở rộng hai tay, mở rộng.